Có lẽ do bạn nhát quá đúng không? Tụi em nghĩ Dung đã quen rồi còn gì đâu nhát. À, có nghĩa là bên đó chỉ là nhát cái đoạn đầu thôi anh. Em ơi, y như công chúa vậy đó. Bên này nói nhỏ là mình phải rình có nói xấu gì mình không? Tròn quay mập mập ha. Em trời ơi, ít nói thì nói đi. Hôm nay Huyền tới đây với ai? Mang kiến đen, cao gầy trắng trẻo hay là xanh xao lùn phiệt? Thôi anh mời người ta ra đi mà. Rồi bây giờ chúng ta sẽ gặp gỡ chàng trai trong ngày hôm nay, xin mời. Chào bạn, mời bạn ngồi. Wow, đẹp trai. Đẹp không? Đẹp không? Đẹp trai thư sinh nha. Bạn tên là gì? Em tên là Nhân. Nhân, bạn bao nhiêu tuổi? Em năm nay 26 tuổi. 26 tuổi, bạn đang làm gì? Đang là nhân viên marketing của công ty thương mại Khánh Thiện. Nhân viên marketing 26 tuổi, đẹp trai cao ráo nha Tường ơi. Xem cô gái bên kia như thế nào. Từ từ anh, từ từ anh. Đẹp trai cao ráo 26 tuổi đúng không? Đúng rồi. À, và bây giờ mời bạn gái của chúng ta bước lên sân khấu. Và bây giờ mời bạn gái của chúng ta bước lên sân khấu. Anh Linh ơi, có sự cố gì không mà mời hai lần rồi chưa thấy thực hiện? Sao vậy? Coi chừng sợ quá trốn luôn á. Sao kỳ vậy trời ơi? Để em làm lại lần nữa, đừng nói em mất duyên nha. Và bây giờ mời bạn gái của chúng ta bước lên sân khấu. Wow. Vỗ tay mẹ rồi, mẹ rồi. Anh ơi, cái gì mà nó bí hiểm là những cái đó nó rất là đặc biệt. Trời em, trời ơi, hôm nay chị tưởng như dự đám cưới em. Em tên gì? Dạ em tên Huyền ạ. Em tên Huyền. Dạ. Hiện giờ là em đang làm về cái gì? Dạ em đang học bên trường Arena Multimedia. Là học bên mỹ thuật truyền thông á chị. Mỹ thuật truyền thông. Dạ. Năm nay em bao nhiêu tuổi? Em 21 tuổi. 21 tuổi là cũng vừa đó anh Linh ơi. 21, 26. Bạn bên kia tên Huyền, Nhân Huyền, Huyền Nhân. Coi bộ hợp nhau à. Bạn Nhân bên đó nói lớn lớn tí nha, nhà bên này nghe không rõ lắm, nghe người lắm ta nói nhỏ nhỏ, thư sinh mà. Đúng không? Giọng nói rất là nhẹ nhàng. Bạn thấy sao? Cảm nhận thế nào cô gái bên kia? Em mới cảm nhận được cái giọng nói. Giọng nói thấy sao? Cũng nhỏ nhẹ. Nhỏ nhẹ. Giống giọng của bạn không? Cũng giống như vậy. Bạn quan niệm cuộc sống như thế nào? Quan niệm về hạnh phúc đi. Hạnh phúc thì chỉ cần đủ là được. Hạnh phúc chỉ cần đủ là được rồi. Rất đơn giản như vậy. Rồi bạn thích cái gì nhất? Ví dụ mỗi lần đi làm về thì em thích uống cà phê với bạn bè vào dịp cuối tuần. Hay là lúc rảnh rỗi thì mình chơi game. Nếu như có một người yêu, bạn thích bạn gái, bạn sẽ đối xử với bạn như thế nào? Hòa chung với những cái sở thích của mình có thể tham gia chung sở thích của bạn gái mình. Bạn có là người chiều người yêu hay không? Chắc cũng phải chiều thôi. Cũng phải chiều, rồi bên đó sao? Ở bên đây á, bạn nữ của em có một giọng nói rất là truyền cảm và đầm ấm. Bây giờ có thể em tự giới thiệu về bản thân mình trước đi. Sở thích của em cái gì mà vui vui, sinh động, thoải mái thì em rất là thích. Với lại em thích đi chơi, đi phượt với lại bạn bè. Em có hay đi phượt không? Chưa bao giờ em được đi phượt cho nên em rất là mong muốn là một rất là thích đây. Nhưng mà chưa được đi bao giờ. Dạ đúng rồi. Bên đó có khi nào có ý định mời bên đây đi phượt không? Có không bạn, có không bạn? Chắc nếu mà có cơ hội chắc cũng phải mời. Nếu có cơ hội cũng mời thôi. Nhưng mà hình như là bạn hơi nhát quá, tôi thấy bạn nhát quá sao mời được. Đã gặp đâu mới nghe giọng nói thôi. Không, mình hỏi trước kia kìa. Thường ngày trong cuộc sống đó, bạn gặp phụ nữ bạn có nhát lắm không? Cũng không nhé, chắc tầm nay lên trên đây nó hơi rung. Hơi rung hả? Bạn sợ điều gì nhất? Sợ người khác nhìn mình. Sợ người khác nhìn mình, rồi sợ gì nữa? Sợ ma. Sợ ma. Ôi, sợ ma. Vậy sao bảo vệ bạn gái trời? Anh Linh ơi, hả? Thường á sợ ma là dành cho phụ nữ. Hai đứa có hẹn hò đi chơi những nơi là vắng vắng thì nhờ cái cớ sợ ma mà bạn nữ mới nép vào lòng bạn nam chẳng hạn. Em ơi, em có sợ ma không? Dạ có. Vậy hả? Rồi hai đứa cùng sợ luôn, là đang đi gặp con ma là hai đứa chạy hai đứa. Em nè, trước giờ em đã có nhiều mối tình chưa? Em chính thức thì 2 lần rồi. Mà em chia tay cái mối tình thứ hai đó tới nay là bao lâu rồi? 6 tháng ạ. 6 tháng? Dạ. Là xong 6 tháng vừa rồi là ở không? Dạ. 6 tháng nay là ở không nha anh Linh. Rồi, dạ. Nghe rồi. 2 mối tình rồi đúng không? Dạ. Rồi bạn trai, bạn đã có mối tình nào chưa? Em cũng giống như bạn đó, cũng trải qua 2 mối tình rồi. Một mối tình kéo dài khoảng bao nhiêu lâu? 1 năm. 1 năm. mối tình sau của một năm luôn, khoảng 10 tháng. Bạn có biết lý do tại sao chúng ta chia tay hai mối tình đó không? Em có hỏi mà thì người ta chỉ nói là không hợp. Có lẽ do bạn nhát quá đúng không? Tụi em nghĩ dùng đã quen rồi còn gì sao mà nhát hả? À, có nghĩa là bên đó chỉ là nhát cái đoạn đầu thôi anh. À, rồi chính vì nhiều khi vậy mà cũng bị là bà bạn gái bỏ đó. Ta yêu rồi, ta yêu cái nhát đó, cái ta hồi quen rồi hết nhát rồi ta bỏ luôn. Tôi xin hỏi bạn, nếu bây giờ á, bạn gái đó nói giờ anh ơi anh đưa em đi về đi, nhà bạn gái ở một cánh đồng xa thiệt xa, ban đêm bạn có dám đưa không? Đưa chứ anh. Đưa luôn? Phải đưa chứ, bạn gái mình thì mình phải giữ. Rồi bạn sợ ma quá rồi sao? Nhiều lúc em không biết sợ gì rồi kiếm đại cái để có để cho sợ. Trời đất ơi, cái chuyện làm sao? Em nè, chị muốn biết đối với cái việc là lựa chọn một người bạn trai đó thì em có đặt ra một cái chuẩn mực nào không? Dạ cũng có chị. Cái mẫu bạn trai của em thì thứ nhất là bạn ấy phải cao. Cao. Tiếp em. Thứ hai, khuôn mặt dễ nhìn. Dễ nhìn là sao em? Không cần phải đẹp quá mà nhìn chững chạc một tí. Rồi xin lỗi bên đây, nhìn đẹp dễ sợ luôn. Có chững chạc không? Quá chững chạc. Gì nữa không em? Về tính tình thì bạn đó phải là một người rất là sâu sắc. Bên đây sâu quắm luôn. Sâu sắc có nghĩa là mình chưa nói người ta đã hiểu phải không? Dạ đúng rồi đó. Bên đó chứ mình nói mà cũng không hiểu là chết luôn nha. Chưa nói mà phải hiểu nha anh Linh nha. Rồi anh khai thác cho em vài thông tin đi. Theo bạn thì mẫu hình lý tưởng của bạn theo tiêu chuẩn nào? Em thích một người con gái giản dị thôi, đơn giản thôi. Giản dị? Trong cách ăn mặc, cách sống cũng vậy, đơn giản. Ăn mặc bên kia... trời ơi. Bên kia hình như cầu kỳ lắm à. Thông thường, bình thường là giản dị. Hôm nay là vì hẹn hò nên hơi bất bình thường xíu thì rất là bắt buộc rồi. À, là trong cuộc sống hàng ngày vậy đó. Rồi còn gì nữa? Vui vẻ, hòa đồng. Em ít nói thì em muốn người bạn gái mình nói nhiều hơn chút xíu. Để nhiều lúc em cũng không biết nói chuyện gì, có thể khơi chuyện. Bên kia có nhiều chuyện không? Bên đây nói nhiều hay không thì từ từ tìm hiểu, nhưng mà cái giọng nói rất là hay là được rồi. Em ơi, vậy ở người đàn ông em có tối kỵ một cái điều gì không? Dạ có. Em nói luôn cho bên kia người ta nghe luôn, coi có được không được ta đi về. Thứ nhất là nhậu nhiều quá. Không thích nhậu. Có nhậu không? Không biết nhậu quá. Không biết nhậu. Thứ hai là em không thích bạn trai của mình quá tự ti. Quá tự ti? Dạ. À, chà, cái kiếm này bên kia không được rồi. Tự ti mới không dám nói. Tại vì không có tự tin về bản thân, không biết mình nói cái gì, nói có trúng hay trật cho nên mới câm lặng. Ở bên đây là không thích, bên đây thích phải cởi mở, phải tự tin. Rồi, nghe rõ. Rồi. Bạn không thích điểm gì ở bạn gái? Xe xua. Xe xua. Xe xua. Lười. Lười. Bên kia không biết có lười hay không? Rồi không thích gì nữa. Tạm thời gì đó. Rồi bây giờ bạn cảm nhận bạn con gái ngồi bên kia là người, mẫu người như thế nào? Thấy bên bển một mẫu người rất là năng động, cũng hoạt bát. Rồi bên kia cảm nhận thế nào? Bên đó thì chị thấy em là cũng đặt ra rất là nhiều tiêu chuẩn. Ngoài những cái tiêu chuẩn đó ra còn cái nào mà em không thích, em tối kỵ mà em thể nếu mà bạn trai em như vậy là em không đồng ý không? Lượm thượm quá. Lượm thượm quá. Bên đó gọn gàng mà phải không anh? Bên đây gọn gàng, đẹp trai, không biết nhậu luôn. Còn cái điểm nào không? Dạ em thích bạn trai của em vai thì phải rộng. Ồ, thích người đàn ông có bờ vai rộng nha. Bên kia vai rộng không? Vai bên đây chà bá luôn. Rồi theo tôi bạn nên nói một chút xíu ưu điểm cho bạn gái bên kia. Cảm nhận thêm về bạn đi, bạn ít nói quá. Chắc ít nói à? Ít nói. Ưu điểm ít nói. Đùa thôi, em biết lắng nghe. Như thí dụ mà người có tâm sự thì có thể em có thể lắng nghe người ta nói. Em cũng biết nấu ăn, yêu động vật nữa. Yêu động vật nữa? Yêu nhất con chó. Yêu con chó. Bên kia có yêu con gì không? Em cũng yêu con chó. Bên đây cũng yêu con chó. Hai chúng ta cùng yêu chó. Hai người cùng yêu chó vậy sao trời? Vậy không yêu nhau hả? Anh Linh ơi, em thấy hợp rồi đó anh Linh ơi. Hợp rồi. Tới thời điểm là hai người gặp nhau được rồi. Được rồi, được rồi, gặp đi, gặp đi. Rồi xin mời hai người quay ra bức đèn nào. Các bạn sẽ có 2 phút để cảm nhận về nhau. Trước khi các bạn cảm nhận về nhau, để tôi cảm nhận trước. Để anh coi trước nha. Đừng có đưa mặt qua thấy các tường đi nha. Hi. Hello. Em chào anh. How are you? I'm fine, thank you. And you? Very well. Trời ơi. Em ơi. Y như công chúa vậy đó. Bên đây nói nhỏ là mình phải rình có nói xấu gì mình không? Tròn quay. Mập mập ha. Nói chung là dễ thương lắm. Người ta có da có thịt thôi. Rồi em cũng muốn cảm nhận gì chàng trai của bên anh không? Anh Linh hả? Phụ nữ người ta không thích nói người ta mập, nó là có da có thịt thôi. Mà bên anh có được không? Mà bên anh bị đặt chê bên này. Tôi coi anh... xong rồi tôi chê lại, đừng nói sao nha. Anh đâu có chê đâu. Chê bai hả? Hú hồn chưa? Cũng được ta. Quá được chứ. Ơi, đằng sau cái cặp mắt kính ấy là một đôi mắt và hai cục mụn. Em định nói là em định nói đó. Nóng lòng lắm hay sao mà mụn nổi đây. Nói chung là nhìn vô đó rất là thư sinh, có vẻ trí thức, nhưng mà có một số mụn hơi to to. Nhưng mà cái đó mình điều trị được em. Chị thấy là được. Nói chung là vóc dáng, ngoại hình, gương mặt rất là... Được chưa? Bây giờ họ sẽ gặp nhau chứ. Chuẩn bị. Bạn sẽ có 2 phút cảm nhận, nói chuyện với nhau để xem ta đồng ý hẹn hò hay không. Bước rèm kéo lên. 2, 3. Đó. Bốn mắt nhìn nhau. Nói đi, nói đi. Chào bạn. Chào bạn. Em trời ơi, ít nói đi. Hôm nay Huyền tới đây với ai? Có đi có bạn bè đi chung không? Có thì có bạn bè đi chung. Còn bạn thì sao? Tại vì không, nhưng cũng có bạn đi chung mà từ tới giữa chừng nó bận đột xuất đó, nên phải về. Tự nhiên nói bạn chứ nói mình đi. Mình thấy bạn có vẻ ít nói hả? Ít quá chứ có vẻ gì nữa. Thôi em nói luôn đi. Bình thường á, bạn trai thì mình phải nói trước đúng không? Mình nghe bạn giới thiệu là bạn học bên truyền thông đa phương tiện. Đúng rồi. Cái đó là... Tại lúc trước mình cũng có dự tính học ở đó mà nói chung là... Vậy mốt bạn học xong ngành của bạn rồi bạn qua học chung với mình cũng được. Trời ơi! Đủ quen rồi kìa, đủ lâu rồi kìa. Sao không kịp rồi? Sao không kịp? Đúng là ra trường rồi. À... Không sao, vậy có gì mình chờ bạn. Trời ơi! Quá dữ! Nói đi, trời ơi! Nói đi nhanh đi, còn có 30 giây nữa hết giờ rồi nè, lẻ lắm. Hết thời gian rồi. Cái gì hoài hoài. Trời đất ơi, đi hẹn hò cứ đi cua gái mà thằng khác nó cua hết trơn. Giờ cho em thêm 2 phút nữa. Không được, hết rồi, hết thời gian rồi. Bây giờ sẵn sàng chưa? Các bạn chạm tay vào nút đỏ. Tôi sẽ đếm 1, 2, 3. Mời bạn. Nhìn cái gì nó chậm quá trời ơi. Đứng lên cũng chậm hơn người ta. Đứng mà còn chậm hơn người ta nữa. Sao? Giờ thấy cảm giác thế nào hả? Rồi sao rung dữ vậy? Còn là cái tay nè. Đó. Em cuối cùng mà em cũng chịu hẹn hò với ảnh là sao vậy? Dạ tại vì anh đó kêu là anh đó hiền, nhưng mà lúc quen thì không hiền nữa. Trời ơi, là bữa nay chờ đợi cái lúc anh hết hiền lắm nha. Chắc hơi lâu. Sao? Cảm nhận thế nào? Anh nghe nói gì không? Chắc hơi lâu rồi. Hơi lâu mới hết hiền hả? Chắc hơi lâu. Tại sao bạn lại đồng ý hẹn hò với người hình như nói nhiều hơn bạn? Tại vì em cần cái người nói nhiều hơn em mà. Ồ, bổ sung cho nhau. Bổ sung nhau, thiếu cái gì cần đó. Bây giờ cảm nhận trái tim của mình thế nào? Đỡ. Đỡ rồi. Đỡ. Nãy rung quá hả? Hai bạn có thể nắm tay nhau thử xem nào. Cảm giác thế nào? Hai mình trước khi nắm tay có mình có món quà nhỏ cái gì để mình tặng cho bạn. Trời ơi. Chúc mừng các bạn. Hồi xưa, ông bao nhiêu tuổi mà ông nói hồi xưa với bây giờ? Hồi 14 tuổi cha con. Tức là hồi 14 tuổi đập đồ hay gì? Hồi 20. 20. Giác quan thứ 6 vậy á. Đây là con phát hiện được là cái hai người đó là có người mới ở nhà. À, tức là có người thứ ba đúng không? Và con chủ động con chia tay đúng không? Dạ. Sâu thăm thẳm đôi mắt Pleiku đấy. Đôi mắt Gia Lai, Đắk Lắk gì đấy. Và hãy hát một bài nào đó. Hát bài gì đó. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Mời em trai. Bây giờ là bạn trai với bạn gái đã có mặt trên sân khấu. Chỉ cách nhau có một cái dậu mồng tơi xanh rờn, một cái bờ rào tình yêu thôi. Hai bên trò chuyện với nhau thông qua cái giọng nói, chúng ta cảm nhận về nhau trước nha. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Lời tiên xin gửi lời chào với Quyền Linh, cô Hồng Vân và cùng các khán giả có mặt ngày hôm nay. Của bạn gái ngồi bên kia, bạn tên là Bảo Nhật Tú. Đến từ Gia Lai, hiện tại đang làm việc và sinh sống tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Tú là làm việc gì? Dạ con đang làm là bên kỹ thuật, bên máy tính. Máy tính, làm ở quận mấy? Dạ làm ở Gò Vấp. Tú nhiêu tuổi? Thì hôm nay con 24. Rồi, con. Dạ lần đầu tiên con xin chào cô Hồng Vân, chào chú Quyền Linh, chào bạn nam tên Tú bên kia, chào toàn vị khán giả. Con tên là Nguyễn Thị Nhâm, năm nay con 25 tuổi. Nhà con ở Đắk Lắk nhưng hiện tại con đang sinh sống và làm việc tại thành phố Nha Trang ạ. Ủa? Con làm Nha Trang hả? Dạ. Con làm nghề gì vậy? Dạ, con làm giáo viên mầm non ạ. À, giáo viên mầm non. Dạ. Nhà gái cho tôi biết một chút về ưu điểm khuyết điểm đi. Dạ, ưu điểm của con là người vui vẻ, hòa đồng, nhiệt tình trong công việc. Và đặc biệt là người sống có tình cảm ạ. Cái nhược điểm của con? Nhược điểm thì do sống tình cảm nên có thể đó cũng là một cái khuyết điểm của con. Và nhiều lúc thì con có hơi thẳng tính một xíu, nên là dễ bị người ta hiểu nhầm. Hiểu lầm về cái vấn đề gì? Dạ, hiểu lầm như kiểu người ta bảo là con khó tính quá. Rồi, mời Tú nói cho Nhâm biết đi, ưu điểm khuyết điểm của mình là gì? Dạ, ưu điểm của cháu thì có thể lắng nghe được. Lắng nghe, lâu lâu mới hiểu. Hay là lắng nghe là hiểu. Có nhiều người ta nghe nhưng người ta giả bộ, coi như không hiểu đó. Rồi, còn gì nữa? Khuyết điểm của con thì sống hơi cà nể, tính tình cũng hơi nóng nảy chút. Nóng nảy hả? Rồi sao nói chuyện nhỏ nhẹ, nóng gì? Nóng quá thì còn làm gì Tú? Nếu mà nóng nhất từ trước đến giờ thì có thể nó đập đồ. Đập đồ luôn hả? Còn đập những gì vậy Tú? Dạ thì chén bát rồi. Vậy đó hả? Nhiều tiền đâu mua chén bát vậy, mỗi lần nóng nên đập hết trơn. Vậy mua chén nhựa thôi. Hồi xưa thôi chứ giờ hết. Hồi xưa? Ông bao nhiêu tuổi mà ông nói hồi xưa với bây giờ? Hồi 14 tuổi con. Tức là hồi 14 tuổi đập đồ hay gì? Hồi 20. 20 là cách đây 4 năm. Bây giờ mình đầm hơn rồi phải không? Dạ. Rồi con còn tật xấu gì nữa không? Tật xấu thì hút thuốc. Hút thuốc hả? Dạ. Con hút nhiều không? Dạ thì ngày còn 2 gói. Trời ơi. Trời ơi. Hút dữ con. 24 tuổi một ngày 2 gói. Trời ơi. Hút dữ con. 24 tuổi một ngày 2 gói. Thì đến năm con 30 tuổi thì cái đô nó tăng lên bao nhiêu gói một ngày? Giữ gìn sức khỏe con ơi. Không được đâu. Dạ. Hút thuốc thì bỏ càng sớm càng tốt ha con ha. Cố gắng đi ha con ha. Rồi còn gì nữa không nè? Nói hội đổ hôi trơn đồng nghiệp nhỏ. Thôi chùi mồ hôi đi con. Đổ hôi đồng nghiệp nhỏ. Bớt đi Tú. Okay. Tú sinh năm mấy? Dạ con 96. 96 bằng Nhâm bên kia chín mấy? Dạ con sinh năm 96 ạ. Ủa con 96 luôn hả? Vậy? Dạ. Vậy là hai đứa bằng tuổi. Ừ. Có mấy người yêu vậy? Dạ thì từ lúc đi làm thì cũng có hai mối tình. Nhỏ vậy, trẻ nó giỏi nha. 24 hai mối tình ha. Ừ đó. Rồi mình 28 mà chưa có mối nào luôn. Mối tình dài nhất là bao lâu con? Mối tình dài nhất thì cũng 4-5 năm. 4-5 năm luôn. Trời ơi, vậy con yêu sớm quá ha. 20 con yêu rồi ư? Hay là 18 con yêu rồi? Yêu 14. 14. Cái lý do để chia tay là lý do gì? Thì không thấy cái mối quan hệ cũ thì cũng tới thời điểm mà hai người không còn thấu hiểu với nhau được nữa, chia sẻ được thì chia tay. Không tìm được tiếng nói chung phải không? Dạ đúng rồi. Có mối tình nào mà nó vướng vấp vào vấn đề yêu xa không? Dạ không. Tức là yêu xa không có ảnh hưởng gì tới tình yêu của con đúng không? Tại vì nhỏ này thuốc Nha Trang lận con. Bởi cái nhà gái bên cô thì cô cũng lo lắng cho nó ghê luôn vậy đó. Có mấy mối tình rồi? Dạ con tính ra thì có 2 mối tình ạ. Nó cũng 2 đó Linh ơi, nó 2 mối tình rồi. Lý do chia tay? Dạ chia tay thì cái kiểu là con gái thì thường sẽ có như kiểu là giác quan thứ 6 vậy á. Nên là con phát hiện được là cái 2 người đó là có người mới ở nhà. À tức là có người thứ 3 đúng không? Và con chủ động con chia tay đúng không? Dạ. Dạ con chào chú. Rồi dạ con xinh đẹp dễ thương. Bây giờ mình muốn tìm một nửa yêu thương của mình như thế nào đây Nhâm? Dạ con muốn tìm một người có ngoại hình ưa nhìn, cao trên 1m65 tại vì con thích cái cảm giác che chở, có công việc ổn định, không gia trưởng, không hút thuốc. Có nóng tính không? Dạ không, gọi là không tứ đổ tường, là không bà rượu chè đồ. Nóng tính xíu được không? Nóng tính thì nếu mà bạn đó có thể bỏ được thì có thể bỏ qua. Hồi xưa thôi, bỏ được không? Được, dễ thương lắm, thật tình ha. Rồi cái bên đàn trai bên ông thì yêu cầu cái mẫu hình con gái như thế nào? Yêu cầu mẫu hình lý tưởng của con thế nào Tú? Dạ mẫu hình của con thì thích kiểu giống như Mặt Minh ở trong phim Gạo Nếp Gạo Tẻ mà cô đóng á con. À có thể là cậu nữ thấy đó con. Rồi sao nữa nè, thích cái gì nữa nè? Tính cách thì có tính cách hướng về gia đình, giống như nhân vật chị hai. À rồi, Lê Phương đó, nhân vật chị hai. Rồi gì nữa nè, có miếng nào của con Hân không? Dạ không. Không, không có miếng nào của Hân hết. Gạo nếp gạo tẻ nhà ăn coi luôn đi. Chú thích cái mẫu hình người mẹ trong gạo nếp gạo tẻ. Cầu được ước thấy luôn nha Linh. Cầu được ước thấy nha. Rồi, bây giờ nè, yêu xa chú con có lo gì không? Dạ, yêu xa thì miễn sao anh ấy trung thủy là được. Rồi, quan trọng là tin tưởng nhau thôi. Dạ, đúng rồi ạ. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân nữa để bổ sung vào đúng cái rồi. Điều đó. Đi với ai nào? Dạ, hôm nay con có đi với dì, mợ và có mấy người bạn ở trong đây. Đi cả nhà luôn ha? Dạ. Đây là dì nè, kế bên là dì? Dạ, bạn ạ. À, bạn có người yêu chưa? Bữa nào lên đây ngồi nha. Mấy người này có chưa? Lên đây hết luôn nha. À, kính thưa anh Quyền Linh thông thái cùng chị Hồng Vân xinh đẹp với lại tất cả các bạn trong Tháng Phòng ngày hôm nay. Thì ngày hôm nay đến ủng hộ bạn Nhâm và bạn Tú cái chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Em rất là ngưỡng mộ cái chương trình này và đây là một cái cảm giác giống như là một cái món ăn tinh thần á, ngày nào cũng coi hết. Đại diện cho nhà gái ngày hôm nay thì em thấy rằng là có 3 vấn đề để mà hai bạn nên suy nghĩ lại, nhất là bạn Tú. Cái vấn đề thứ nhất là yêu xa, tại vì khoảng cách nó cũng làm cản trở đến tình yêu nhiều lắm. Cái vấn đề thứ hai là ở bạn Tú thì là cái thứ nhất là nóng tính, còn hút thuốc lá nữa. Đó, thì nếu như bà bạn Tú mà có thể khắc phục và bỏ dần dần thì dì nghĩ là còn trẻ nữa nên việc gì cũng có thể bỏ qua được và có thể tiến tới xa hơn. Với lại tình yêu của bạn Tú dành cho bạn Nhâm và hai bạn nếu như đủ lớn thì sẽ tiến tới xa hơn. Đây cũng là cơ hội thì cũng mong hai bạn nên tạo điều kiện cho nhau để tìm hiểu và tiến tới những bước sắp tới. Dạ, xin cảm ơn chương trình. Rồi, cảm ơn nhà gái. Cái cô này mới mốt đăng ký luôn nha. Em có ý kiến sao bạn thân của em nè? Thấy được không? Thấy hợp gu với bạn không? À, con thấy ngoại hai người cũng xứng đôi ạ. Nhưng mà bạn nam hơi nóng tính thì con nghĩ nên bỏ dần dần. Rồi con muốn tìm người bạn như thế nào? Thì cái đó để con lên chương trình con hỏi sao. Đó thì cái chú Linh lạc đề quá, chú Linh bị hỏi luôn cho nó gọn. Giờ cũng gọn luôn. Tú ơi, Tú con đi với ai vậy Tú? Dạ đây với anh Hiếu, đồng nghiệp của con. Chào anh Quyền Linh với chị Hồng Nhung. Rồi đó, rồi. Chị Hồng Nhung hay là chị Cát Vân? Em nhớ. Dạ, nói chung là em thấy bạn gái và Tú bên này ấy thì em thấy là hai bên cũng nhìn có nhiều nét tương đồng với nhau. Em cũng mong là hai bạn có cơ hội đến với nhau. Thì về cái em chia sẻ một tí về Tú. Tú là một người sống khá là chân thành. Còn cái vấn đề nóng của Tú á thì theo như em được biết là có nghĩa là đập đồ thì khi đó chỉ có một mình Tú ở trong phòng thôi, không có ảnh hưởng tới ai cả. Nhưng mà sau thời gian thì em thấy Tú càng ngày càng giảm cái vấn đề đó lại rồi. Đập vô gối. Em có gia đình chưa? Dạ chưa chị. Rảnh lên đây chơi nghe, bên kia cũng rảnh người lên đây chơi, tự tìm hiểu trước. Nói chứ thôi mở rào đi. Mở rào. Bây giờ mở rào để cho tụi con cảm nhận nghe. Nào tự tin lên. Mở rào. Bắt đầu đi Tú. Mình nhận trước đi, mình nhận trước rồi mình trao sau con. Hoa đẹp quá. Rồi, cảm ơn nhiều, cảm ơn bạn. Mình có quà tặng bạn. Con mở ra đi xem bạn tặng con cái gì Tú. Tặng con một ấm chén. Hả? Ly ạ. Ly hả? Rồi, tại sao con lại tặng ly? Con nói đi. Nóng luôn, xong luôn. Theo con biết thì mọi người nghĩ là tặng ly thì dễ tan vỡ, nhưng mà con lại có suy nghĩ khác là cái ly thì cũng giống như tình yêu vậy, thì ví dụ như là mình tặng cho bạn thì bạn biết trân trọng thì nó sẽ được bền lâu hơn, và nếu cũng giống như tình yêu là bạn biết trân trọng nó, là bảo vệ nó thì tình yêu nó sẽ được bền lâu. Ly đẹp hả? Đừng nóng nha Tú. Trời ơi, cái ly đó là hợp với ba đó. Ba thiệt, cái bông thì hợp với mẹ, còn cái ly thì hợp với ba. Cảm ơn. Rồi giờ hai đứa nói chuyện đi nè. Mở rào ra Tú cảm nhận sao nè? Thì cảm nhận bà ngoài cũng có ngoại nữ nhìn cũng vượt ngoài cái mong muốn của em. Nhưng mà con có tưởng tượng là cái trong giống như là trong cái tưởng tượng của con không? Con có thích cái mẫu người giống như vậy không? Có. Còn con thì sao? Con nói đi, con thì sao? Cũng hơn tưởng tượng của con. Hơn tưởng tượng của con luôn, hai đứa đều hơn hết. Nó xuyến xoắn rồi đó Linh. Trái tim có xuyến xoắn rồi đó, hơi bị loạn nhịp rồi đó. Hồi mình nghe nói bạn là giáo viên mầm non. Đúng rồi. Em đi không phải bạn. Nghe nói em làm giáo viên mầm non hả em? Tại vì mình có một người chị cũng làm bên giáo viên mầm non. thì con anh cũng giống giống bạn. Bây giờ chắc là cô nào cũng giống nhau. Bây giờ là quan điểm về hôn nhân gia đình thế nào, mỗi đứa có thể nói về quan điểm của mình đi. Tú nói trước đi. Quan điểm của anh về hôn nhân gia đình thì người phụ nữ trong gia đình thì cũng có thể phải là người biết lắng nghe. Cái thứ hai thì mình cũng muốn ngóc người quản lý về cái tiền bạc chi tiêu gia đình, thì anh là người không có quản lý được cái tiền bạc của mình, thì làm bao nhiêu là hết bao nhiêu. Với có phần của tính anh thì anh bị cà nể, thì nhiều lúc anh không có thể nói lên được cái suy nghĩ của mình, anh bị phụ thuộc vào một mối quan hệ nào đó. Thì khi mình sợ anh nói lên cái suy nghĩ của mình thì để bị đối phương nghĩ cái theo cái chiều hướng tiêu cực, nó không đúng cái suy nghĩ của mình, nên thành ra nhiều lúc thì anh không muốn nói ra, thì cứ im. Không biết thì em có thể chấp nhận cái tính đó không? Dạ, có thể được đó. Thì nếu như mình đồng ý với nhau thì em nghĩ thì khoảng thời gian bao lâu thì mình có thể tiến tới hôn nhân? Cái đó cũng không thể nói trước được. Nếu mà anh có thể cho em được một cảm giác an toàn, em cảm nhận được cái điều đó, cảm giác an toàn sớm thì có sớm. Cái đó là tùy phụ thuộc vào anh. Thôi bây giờ mình đến nắm tay bạn gái nào. Bước tới nắm tay bạn gái, nắm hai tay bạn gái, nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thăm thẳm, đôi mắt Pleiku đấy, đôi mắt Gia Lai, Đắk Lắk gì đấy, và hãy hát một bài nào đó. Hát bài gì đó, nắm tay em thật chặt hay là đó mồ hôi dữ gì bạn, gì đó. Không cần biết em là ai, không cần biết em từ đâu, không cần biết em ngày sau. Ta yêu em bằng mấy ngàn biển rồng, ta yêu em qua đám tàn ngày tần, yêu em như yêu vùng trời mênh mông. Rồi hay đấy chứ. Đó. Giọng hay nghe. Giọng hay đấy. Rồi nhâm đi, nhâm. Hát liền con. Không cần biết anh là ai luôn. Đúng. Khi anh thấy cô đơn trong lòng nhớ ai, em mong bước chân anh về trong sớm mai. Đừng mang bóng đêm vô tình về vây kín trong tâm lòng, hãy nghe trái tim hát lời yêu thương. Trời, hai đứa thích cưng quá à. Rồi về đi Tú, về đi Nhâm. Rồi ngồi con. Hy vọng rằng trái tim chúng ta sẽ cùng chung nhịp đập nha. Bây giờ để tay vào nút bấm đi. Nếu như trái tim các bạn thật sự rung động thì đừng ngại ngùng gì bấm ngay cái nút đó. Còn nếu thật sự không rung động thì không cần bấm đâu. Hãy nhường cơ hội để cho người khác. Hàng triệu khán giả đang theo dõi truyền hình, gia đình, bạn bè của các bạn đó nha. Bấm nút là phải có trách nhiệm với nút bấm đó. Chuẩn bị 1 2 3. Hết thời gian. Ôi ôi. Bấm chậm quá vậy. Nắm tay nhau thật sự rồi đó. Thật sự là chúng ta đã bắt đầu hẹn hò với nhau rồi, chính thức hẹn hò với nhau rồi đó. Nhìn nhau cười cái coi. Đó, trời ơi, cười thấy thương chứ sao. Giờ con phải làm cái nhiệm vụ, con hãy đặt nụ hôn đầu tiên lên má của bạn Nhâm. Đúng luật các con. Đừng có phép hôn đâu. Cái đó là ba hôn con. Đây nè. Hôm nay chưa gọi đầu đó. Trời ơi. Đừng nói rằng của đất luôn thì đó thiệt không ạ. Hãy tìm nhau cho ra tiếng nói chung nhé. Như vậy em ta đã kết thúc cặp đôi đầu tiên rất là thuận lợi. Có thể nói đây là một cặp đôi rất là dễ thương. Còn bây giờ cặp đôi thứ hai thì sao? Thì bây giờ mình đóng rào lại, mình mời hai nhỏ ra. Đúng rồi. Mối tình thì chắc đến giờ này thì cũng là khá là nhiều, chắc cũng phải tầm 10 mối tình. Trời ơi. Người rất thật thà. Em cũng đã lớn tuổi rồi nên là em muốn một người là người ta giống như là mình yêu là xác định, chứ không phải là mình để mình quen rồi. Mời nhà trai. Xin mời nhà gái. Rồi xin mời anh ngồi. Em chào chị. Mời nhà trai giới thiệu về mình. Dạ em chào khán giả, em tên là Hùng ạ. Sinh năm 83, nhà hiện tại đang ở Bình Dương. Em làm vừa kinh doanh vừa làm cho công ty. Hùng quê ở đâu? Em quê ở Thanh Hóa. Hiện tại thì em đang ở một mình lại nhà riêng. Một mình nhà riêng luôn. Rồi, bên nhà mình nhà gái rồi, mình nói to lên xem nào. Dạ, em chào hai MC, chào bạn kế bên với lại tất cả mọi người ở dưới. Em tên là Nguyễn Thị Trang, sinh năm 1985. Hiện tại em sống và làm việc ở Đồng Nai. Em hiện tại là nhân viên của bên công ty sản xuất là bên gỗ, bên nội thất á. Nhà em bên thu mua. Rồi, điểm mạnh điểm yếu mình là gì Trang? Dạ, điểm mạnh của em thì em cũng khá hòa đồng với mọi người, sống cũng tình cảm. Điểm yếu của em có lẽ là nhiều khi em hơi nội tâm. Cũng có khi nếu mà bây giờ gặp người mà mình hợp á, thì mình nói rất là nhiều, nhưng mà có nhiều khi mình lại không hợp thì không ai nói được á. Dạ. Thực sự không hợp thì không thể nào nói được. Dạ. Điểm mạnh điểm yếu gì nói cho nhà gái nghe đi. Thưa MC và các chương trình thì điểm mạnh của em là nhanh nhẹn, nhưng mà chịu học hỏi và khá kiên định với những cái mục tiêu ước mơ của mình, phấn đấu thực hiện đến hết sức có thể và kết quả như thế nào thì cũng vui vẻ chấp nhận. Còn điểm yếu thì là sống khá tình cảm, thiếu quyết đoán và dễ tin người, vì người ta lợi dụng khá nhiều. Không có mấy mối tình rồi. Mối tình thì chắc đến giờ này thì cũng là khá là nhiều, chắc cũng phải tầm 10 mối tình. Trời ơi. Người rất thật thà. Mối tình dài nhất là khoảng bao lâu hay không? Mối tình dài nhất là gần 3 năm. Gần 3 năm. Mối tình ngắn nhất là bao nhiêu năm? Mối tình ngắn nhất là 3 tháng. Em có kết hôn lần nào chưa? Dạ có kết hôn, đó là mối tình sau. Mối tình đó là cũng bạn này thì ở ngoài Bắc, ở ngoài Bắc Hán luôn. Thì yêu thì cũng yêu xa. Trước khi cưới khoảng 1 tháng thì mới quen nhau chính thức. Cưới về được gần 3 tháng thì phát hiện ra nhiều điều là không hợp nhau. Rồi sau 8 tháng thì chia tay. Mà em đã có cháu nào chưa Hùng? Dạ chưa được 3 tháng thì chưa được 3 tháng mà xác định là không thể ở được với nhau rồi, cho nên là thôi không có việc con cái là phải tạm dừng. Dạ chào chị. Con đường tình duyên của Hùng phức tạp quá nha. Cho tôi xin vài phút tôi hỏi thăm nhà gái chút xíu nha. Dạ em chào em. Chào em gái thân mến. Dạ. Rất là xinh. Thì nghe cái câu chuyện bên đàn trai vậy đó, em thấy có gì đáng quan ngại hay có gì lo gì không? Em thấy mối tình thì cũng khá là nghèo á, rồi là quen, rồi là bạn ấy có cưới luôn rồi đúng không? Có không vấn đề gì cả. Em sao em nói luôn đi. Thực ra thì nếu mà đúng ra thì em chỉ cũng yêu và quen hai người lâu lắm rồi, từ hồi sinh viên với sau khi em ra trường khoảng 1 năm á. Một người mối tình thứ hai á, là bạn đó ở ngoài Phú Thọ. Hai người quen nhau khoảng được 2 năm á. Nói chung là em cảm thấy bạn ở ngoài kia mà bạn làm bên xây dựng á, em cũng rất là sợ, tại vì đi đây đi đó nhiều á, em cảm thấy không an toàn. Từ đó tới giờ thì anh chị rồi là mọi người cũng làm mai làm mối, rồi em cũng có gặp nhiều, nhưng mà em cũng cảm thấy là có nghĩa là mình không gần gũi được, mình không có một cái sự tương đồng, nên là em không thể nào mà yêu được. Em nói về cái mẫu người phụ nữ như thế nào thì em có thể đi đến suốt cuộc đời được? Từ trước này em cũng chỉ thích có như vậy thôi, là thứ nhất là về cái ngoại hình này, da trắng một chút. Da trắng một chút. Dáng cao khoảng từ 1m58 trở lên. 1m58 trở lên. Đừng có mập béo quá. Còn về... hơi bị tổn thương đó nghe. Còn giỡn cho em bớt rung. Tính tình thì sao nè? Tính tình thì nói chung đó là một người phụ nữ mà của gia đình, hai là trung thủy, đáng tin, biết chăm lo, biết điều, có cái tâm tốt, và cái nữa là đừng có ích kỷ quá. Ok, bây giờ chị sẽ hỏi cái mẫu người lý tưởng của em, nói đi, em nói cho ông mối nghe đi. Dạ, cái mẫu người lý tưởng của em thì... Về ngoại hình như thế nào? Ngoại hình thì em thích bạn ấy, nói chung là không cần đẹp trai nhưng mà ưa nhìn một tí. Nếu mà mũi thẳng thì đẹp hơn, tốt hơn. Em muốn là người đó sống nghiêm túc, với có chí cầu tiến trong công việc và cũng trong gia đình. Em cũng đã lớn tuổi rồi nên là em muốn một người là người ta giống như là mình yêu là xác định, chứ không phải là mình để mình quen rồi lâu như thế nào đó, tìm hiểu nhiều quá thời gian, hoặc là mình nói là mình cứ tìm hiểu đi, cứ 1 năm 2 năm hay là như thế nào đó, là em không thích như vậy. Rồi hôm nay em đi. Em gái đi với ai? Dạ em đi với em gái của em nói chung là em trong công ty đồng nghiệp. Em chào chị Vân, anh Linh và anh Nam bên này. Em thì em quen chị Trang cũng được 5 năm rồi. Em ở Nghệ An ạ. Cho em hỏi, xin đặt câu hỏi với anh Nam bên này với ạ. Ok em cứ hỏi đi. Không biết là sau này anh sẽ dự định sống ở Bình Dương hay là ở Thanh Hóa? Thanh Hóa thì chắc chắn anh không bao giờ anh ở. Bình Dương thì hiện tại đang ở đấy, nhưng mà anh có nhiều cái ước mơ ở nơi khác nữa. Là nghĩa là sau này anh không có ý định là sẽ về già hay là gì đó về Thanh Hóa sống hay là sao? Thật ra sau này thì dự định như thế nó xa quá, mà cái việc đấy nó không quan trọng em. Ở đâu ở Việt Nam mình sống tốt được là được, không quan trọng ở đâu cả. Nếu chị em muốn sống ở Đồng Nai thì anh có chuyển xuống dưới Đồng Nai sống không ạ? Cái việc mà chị em muốn thì không phải là một mình chị em muốn, mà phải là muốn cho cả hai hay cả một gia đình. Chị em muốn mà chồng con nó không muốn thì cũng phải theo chồng con, lúc đấy lấy theo số đông. Còn trước mắt thì ở đâu thì với anh nó rất là đơn giản, không có gì khó khăn cả. Dạ em xin cảm ơn ạ. Em trai đi với ai? Đi với đồng nghiệp em mặc áo trắng. Dạ thì em chào chỗ anh Linh và chị Vân và chào quý khán giả đang xem chương trình. Thì em đang như là bạn của anh Hùng thôi. Đấy thì hiện tại thì anh Hùng cũng đang ở Bình Dương mình. Em cũng có đặt câu hỏi như thế này. Anh Hùng thì cũng trải qua nhiều cái mối tình rồi, rất là nhiều rồi. Thì không biết là bạn thấy có khó khăn vì vấn đề khi tiếp xúc với ảnh sau này không? Thì cái điều đó thì cũng không phải là vấn đề. Vấn đề là hai người có hợp nhau không thôi. Bản thân mình cũng vậy, nếu mà ví dụ như mình cũng có thể tìm hiểu, nhưng mà mình không hợp thì thôi, mình đi uống cà phê hay này kia gì đó là chuyện bình thường. Nhưng mà không biết là bà nãy kể mối tình của bà nãy là nó đã đi tới đâu rồi. Còn ví dụ như đúng không cô? Còn cái vấn đề mà nói là quen bao nhiêu người không quan trọng, mà trọng dừng chân ở bấy nhiêu người rồi thôi, mình sẽ thông cảm được. Dạ rồi, em chỉ đặt câu hỏi như vậy thôi à? Vậy đó hả? Dạ, em thấy hiện tại là bạn nữ đấy em cũng khá là dễ thương. Thì em nghĩ là anh Hùng khi gặp mặt thì chắc sẽ có cái quyết định. Rồi, ok, cảm ơn em. Rồi, mở rào. Hãy trò chuyện với nhau, tìm hiểu nhau để xem điều gì xảy ra. Mời Hùng. Ê, xoay đi, xoay. Rồi, trao quà đi nào. Chào anh. Chào em. Em có muốn quà nhỏ tặng anh? Lần đầu tiên gặp em thì cũng không biết em thích cái gì thì có muốn quà nhỏ tặng em. Dạ, em cũng tặng anh món quà nhỏ. Dạ. Anh gặp mặt em lần đầu tiên anh cảm thấy thế nào? Cảm giác thấy thế nào thì bây giờ mới nhìn được, chắc chưa được một phút, cho nên là cảm giác nó đang rất là lung tung. Rất là rung hả? Rất là rung hay là lung tung hả anh? Vừa rung vừa lung tung. Chắc chắn có một điều là đến đây để mong muốn một cái hạnh phúc lâu dài. Em có nghĩa là em muốn là thực sự mà nói là sau cái lung tung của anh á, thì anh cảm nhận về em như thế nào? Thoạt nhìn thôi, giống như là mình chỉ mới nhìn qua thôi, mình có thấy cảm tình hay là như thế nào không? Cái đó là em muốn nghe điều đó của bên anh. Nói chung là nhìn em thì là một người khá dễ mến. Một cái điều mà để anh cảm thấy được là một cái sự nghiêm túc. Về anh thì anh là người cực kỳ thẳng thắn, cương trực. Nói chung là không bao giờ thích gian dối một chút nào cả. Vô cùng có trách nhiệm với việc làm và lời nói. Yeah. Đã nói là làm, nhưng mà làm bằng tất cả cái gì mình có, bằng cái lương tâm, bằng trái tim, chứ không phải là làm nó cái kiểu là làm nửa vời. Trong tình cảm cũng vậy, cho nên là tình cảm hay bị trắc trở nó nhiều. Nhưng mà sau những cái cuộc đổ vỡ của trong hôn nhân với lại trong các tình trường á, thì anh có rút ra là anh có những yếu điểm nào mà anh cần phải thay đổi hay là anh cần phải cố gắng hơn như thế nào đó không ạ? Cái điểm mà phải thay đổi nhanh mà gấp nhất là nóng vội. Nóng vội, đúng rồi. Em nghĩ cũng không cần phải nóng vội gì cả. Vì cái thứ hai là phải lý trí với điều khiển trái tim lại một chút nữa. Không, như nếu mình yêu theo cảm xúc thì mình đó là điều tốt. Em thì lại khó mà yêu, đó là em rất là khó yêu. Em có vẻ là em hơi thận trọng, có lẽ là hơi đối lập với anh cái chỗ là. Không thận trọng thì nó là điều cho phép. Tại vì em là con gái mà. Con gái mà không thận trọng thì chắc là cũng phải xem xét lại. Anh cho anh hỏi Trang một câu ha. Dạ. Trang có cái mong ước hay là cái dự định gì trong tương lai? Có lẽ con gái thì người ta cũng mong có một người chồng là giống như là yêu thương mình, quý trọng gia đình mình, với lại là biết chăm lo cho vợ con, thì đó là một điều mong ước lớn nhất rồi. Thế thì Trang đã chuẩn bị được cái gì, hay là sẽ mình bản thân mình ấy, tức là sẽ làm gì để đạt được cái tất nhiên rồi, tất nhiên là có nghĩa là phải sống phải có qua có lại. Hiện tại là đang có bản thân mình đang như thế nào, mình sẽ làm ra làm sao để đạt được cái mục đích đấy. thì tất nhiên là mình phải là một người tốt, mình biết chăm lo cho gia đình thì mình mới mong được là người ta thương yêu, đúng không? Thế nếu mà mình không có mình không có cố gắng trong cuộc sống thì làm sao mà mình được mọi người thương yêu được. Bước tới bạn gái, nắm tay bạn gái, hát một bài nào đó, xong nói cái gì đó nào, tấn công, hỏi em ơi thích, ngày mai em thích đi đâu chơi hay là em thích du lịch hay không, em thích cái gì đó. Nắm hai tay bạn gái, nhìn thẳng vào mặt bạn gái thử xem nào. Mạnh dạn lên nào. Thật ra thì tình cảm không thể nói bằng lời hay bằng hành động nữa, và ai nhìn thấy. Yeah. Tình cảm thì nó phải qua trái tim. Cũng không biết nói gì nhưng mà không biết là anh nói là anh là người hay, nhưng mình có nghĩa là cảm xúc quá. Nhưng mà sau anh gặp em, anh cảm thấy nó lung tung, anh không xác định được là anh có một cái cảm xúc như thế nào. Ví dụ như có nghĩa là cái nhìn thiện cảm hay là anh cảm thấy ưng hay không ưng, thì anh phải thể hiện ra điều đó. Chứ anh dở ương vậy là em không hiểu được. Nếu bây giờ nói là anh ưng thì chắc chắn không ai tin. Ưng không phải là yêu, ưng là có nghĩa là mình nói nhìn em, nhìn anh lên em thấy ưng quá bình thường, đúng không anh? Cái ưng cảm nhận ra thiện cảm. Nếu mà không ưng thì không đến, anh không đến nắm tay làm gì. Cảm ơn anh. Thật ra cái này nó hơn lời, anh mới nói là cái này nó hơn lời bằng cái cảm nhận này, bằng hành động nó hơn lời nói rất là nhiều. Nhưng mà anh phải thể hiện ra em mới biết được. Anh mà khéo anh nói thì bây giờ anh không bao giờ anh đứng ở đây rồi. Dạ vâng, vậy thì để em hiểu anh rồi thì đi. Rồi bây giờ em gái nói đúng đó. Bây giờ Hùng suy nghĩ trong lòng điều gì đối với người đối diện, em hãy nói cho người ta biết. Anh cảm nhận thật sự thì em có thể là em là một người phụ nữ của gia đình. Anh hy vọng là sau buổi hôm nay thì mình sẽ hiểu hơn, tiến xa hơn, thì đến cái mục đích mà cả hai chúng ta bước đến đây. Dạ em cảm ơn anh. Để tao nút bấm đi, cho bất kỳ ai đi nữa. Anh nghĩ rằng là đàn ông chúng ta nên chủ động trong tất cả mọi công việc. Và suy nghĩ thật kỹ nha. Hãy bấm bằng cả trái tim của mình nha các bạn nha. Chuẩn bị. Chuẩn bị nha. 1 2 3. Hết thời gian. Hãy nắm tay đi. Đúng rồi. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Rồi, thế em hôn má bạn gái em đi. Rồi. Mong mọi điều tốt đẹp nhất nhé. Như vậy chúng ta cũng đã hoàn thành nhiệm vụ của mình trong ngày hôm nay. Vẫn là một câu rất là quen thuộc. Chúc cho những cặp đôi đã đến với Bàn Mối Hẹn Hò sẽ mau chóng tìm được hạnh phúc cho riêng họ. Cảm ơn quý vị và các bạn quan tâm theo dõi. Em thì cũng một vài ba mối tình chị ạ. Nhưng mà một vài ba. Dạ. Kiểu như là trên tình bạn và dưới tình yêu ấy ạ, nó chưa có phải thực sự sâu sắc. Thế cái tướng mạo ưa nhìn một chút, cao tầm khoảng 1m8 trở lên là được. Ôi trời ơi, em mét nhiêu? Em sang sáng em nói cho chị nghe coi. Em mét 72 chị. Mét 72 là quá rồi. Được rồi đó. Vậy được rồi. Thì cũng hy vọng là anh có thể là đổi sở thích là một chút xíu, có thể là cùng nhau đi xem những trận bóng yêu thích. Gái bây giờ thì hai bạn đã có mặt trên sân khấu, cách nhau cái hàng rào thôi. Mình giới thiệu lớn về cho bên kia nghe luôn nha em. Dạ, đầu tiên thì em xin chào anh Quyền Linh. Chào em chào chị Hồng Vân. Chào em. Xin chào tất cả quý vị khán giả đang có mặt trong trường quay hôm nay. Em tên là Nguyễn Văn Thanh, năm nay em 29 tuổi. Hiện em đang là nhân viên IT của một công ty lập trình web ở bên Gò Vấp. Quê em ở dưới Đồng Nai. Đó là lý lịch trên ngang của nhà trai đó. Rồi bây giờ đến nhà gái chúng tôi, em giới thiệu đi. Dạ em xin chào chị Hồng Vân, em chào anh Quyền Linh, chào bạn trai và chào tất cả các khán giả trong trường quay ạ. Em tên là Nguyễn Thị Lan, năm nay thì em 32 tuổi ạ. Hiện thì em đang sinh sống tại Bình Dương và làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ em làm bên trưởng bộ phận quản lý về voucher combo cao cấp của công ty du lịch Việt Nam ạ. Rồi bây giờ em nói luôn cái phần ưu điểm, nhược điểm của mình đi. Dạ theo em thấy thì ưu điểm của em thì em là người rất là hòa đồng, quan tâm đến mọi người xung quanh. Còn nhược điểm của em thì em hơi bị nóng tính và nhiều khi em lý. Mời nhà trai. Em có ưu điểm gì? Thì em về cái ưu điểm của em thì em khá là vui vẻ. Thế là em cũng là một người hay chia sẻ mọi vấn đề lắm. Em cũng hay ca hát. Rồi điểm yếu là gì? Điểm yếu của em thì em có hút thuốc. Hút thuốc hả? Nhiều không? À, cũng tương đối thôi ạ. Bớt hút lại được ha. Dạ. À, chút xíu thế thì nào đàn gái cũng nói vụ thuốc cho coi. Bạn nữ bên kia là sinh năm 89 đúng không? Dạ đúng rồi anh Linh ạ. À, bên đây bạn nam sinh năm 91. Nữ lớn hơn 2, trai lớn 1. Sinh năm 91 là tuổi gì Thanh nhỉ? À, tuổi Mùi ạ. 89 là tuổi gì ta? Tuổi con rắn anh ạ. Rắn tị hả? Dạ, dạ. Tí sụ dùng nhà thình tị ngọ mùi thân dậu thức hợi. Họp. Họp. Họp hả? Họp họp họp. Em có mấy mối tình rồi? À em thì cũng một vài ba mối tình chị ạ. Nhưng một mà... vài ba. Dạ. À, kiểu như là trên tình bạn và dưới tình yêu ấy ạ, nó chưa có phải là thực sự sâu sắc. Nhưng mà nó đã có một cái mối tình nào mà thực sự là tình yêu chưa? Hay là cả vài ba mối tình nó đều là như vậy? Em nghĩ thì là cái mối tình gọi như là gần đây nhất của em ấy là cách đây 6 năm. Trời ơi, 6 năm trời. Dạ vâng ạ. Rồi cô gái là người độc thân. Dạ đúng rồi. Thôi. Dạ đúng rồi. Vậy đó. Dạ. Dạ nhà gái xin hết ạ. Nhà trai mấy mối tình rồi thông báo cho bên kia biết đi. Em thì trước giờ cũng chỉ có một mối duy nhất thôi anh ạ. Nó cách đây khoảng cũng hơn 6 năm. Mối nó kéo dài mấy năm? Là cũng được gần 1 năm ạ. Tại sao lại chia tay? Thì nói chung là nó cũng có mâu thuẫn về bên cái tính cách và cái luồng suy nghĩ nó khác nhau. Rồi, cho mọi người cũng biết ha. Chào em. Có nghĩa là bây giờ lý lịch trích ngang về tình sử của nhà trai nhà gái rồi gần như nhau. Chỉ có là trên tình bạn xíu, dưới tình yêu xíu đúng không? Và cũng 6 năm trời ăn ở không rồi đó. Vậy thì bây giờ cái mong muốn của em với một cái người bạn gái, bạn ấy sẽ như thế nào? Thì em muốn cái mẫu người bạn gái của em á là một người biết cư xử với mọi người và biết lo lắng cho gia đình. Và thứ hai là có cái đức tính chung thủy. Và có một số cái bên như là không có hình xăm lớn. Và không nói nhiều. Nhưng mà chị hỏi nè, em có thích một người phụ nữ sống lý trí không? Thì cái mẫu người đó thì với em là hợp, là mẫu người mà dứt khoát trong chuyện tình cảm. Vậy thì bên đây chị là 90% rồi đó em. Coi đàn gái coi sao nha. Dạ em chào anh. Gái. Dạ. Dễ thương. Thằng trai nhìn qua là thấy ok. Được rồi đó. Em không thích đàn ông có điều gì? Em không thích đàn ông hút thuốc. Tối kỵ đó, tối kỵ đó. Dạ. Anh nói là thế nào dù đúng xảy ra thôi. Rồi chúc hai bạn thỏa thuận với nhau đi ha. Rồi không thích gì nữa? Dạ lăng nhăng nữa anh ạ. Em thì là một người cực kỳ trung thủy. Đúng và rồi, em bạn kia muốn em trung thủy. Dạ và em đòi hỏi cái sự trung thủy người bạn trai của mình rất cao. Nói chung ai cũng mong muốn sự trung thủy của đối phương cả. Em thích mẫu người lý tưởng như thế nào? Em mong muốn là một người độc lập, độc lập về suy nghĩ, độc lập về tài chính. Và có những cái gọi như là quyết đoán trong cái công việc lẫn cuộc sống. Rồi còn ngoại hình thì sao? Ngoại hình thì nói chung là em cũng mong muốn một người cái tướng mạo ưa nhìn một chút, cao tầm khoảng 1m8 trở lên là được. Ôi trời ơi, em mét nhiêu? Em sang sảng em nói cho chị nghe coi. Em 1m72 chị. 1m72 là quá rồi. Được rồi đó. Vậy được rồi. 1m8 khó chịu lắm. Vô mất công phải làm sữa, phải làm sữa. Em xin lỗi em nói nhầm là 1m68. Em xin lỗi em nói nhầm là 1m68. À 1m68 mình vô được. 1m72 yên tâm đi. Rồi. Bây giờ mình hỏi ý kiến người thân rồi mình cho họ gặp mặt nha. Em đi với ai vậy? Dạ em đi cùng với mẹ em rồi anh chị của em với cả bạn của em ạ. Rồi có gia đình nữa. Xin chào bác, chào cả nhà. Mình có ý kiến thế nào về chàng rể tương lai này không bác? Chào anh Quyền Linh và chị Hồng Vân. Dạ. Tôi là mẹ của cháu Lan. Thì làm cha làm mẹ thì ai cũng muốn cho con mình có một gia đình nhỏ. Thấy chàng rể tương lai thì cũng được. Còn theo quyết định của hai các cháu nữa chứ. Rồi. Chào con bác. Đây là gì của Lan? Em là Ngọc Ánh, là bạn thân của Lan ạ. Bạn thân rồi. Lan thì thấy bạn này thì cũng hiền và cũng chững chạc. Tuy nhiên thì hai bạn cứ nói chuyện thêm một thời gian rồi cũng cho mình cái cơ hội để tìm hiểu nhau. Rồi, cảm ơn cả nhà. Em trai đi với ai? Hôm nay em đi một mình anh ạ. Đi một mình hả? Rồi không sao. Có tất cả những người đang ủng hộ em và đặc biệt là anh đại diện đàn trai luôn cho. Em cảm ơn. Được rồi. Bây giờ mình mở rào cho hai bên gặp mặt. Mở rào. đầu đi em trai. Em có món quà tặng em. Dạ, cảm ơn anh. Em cũng có quà chia vui cho tất cả mọi người, biết có tặng cái gì nào? Dạ, em là một người rất là thích đá banh, em xem đá banh và cũng thích đá luôn. Dạ, câu lạc bộ yêu thích của em là Barcelona, nên là em tặng cho anh một bộ đồ thể thao của Barcelona. Em gái em chơi, thích bao bóng, em ở vị trí, thích vị trí nào? Dạ, em tiền đạo anh ạ. Trời ơi, đó tiền đạo luôn hả? Dữ vậy ta. Dạ. Bạn trai có thích chơi đá bóng không? Dạ, em thì không chơi đá bóng anh ạ. Em chơi bóng chuyền. Vậy thôi mỗi đứa sân chơi đi. Anh có sở thích gì? Thì sở thích của anh là ca hát. Rồi ca hát liền luôn. Đến với hôm nay thì em cũng mang đến một bài hát là bài hát Bức Thư Tình Thứ Hai ạ. Khi anh đưa mắt nhìn em qua tấm gương, ta đã gặp nhau bối rối thật lâu. Đêm nay dường như những ánh mắt muốn đi kiếm tìm nhau. Anh muốn nói với em những điều thật lớn lao, sẽ luôn ở đây nơi tim anh tình yêu khát vọng. Phút giây anh hẹn lời vì biết em yêu anh, và anh sẽ là người đàn ông của đời em. Anh đã mơ về ngôi nhà và những đứa trẻ, vì yêu em ngày mai anh thêm vững bước trên con đường dài. Anh nhớ em bạn đời ơi, anh mơ một sáng tình xanh mắt anh kiếm tìm, tai anh lắng nghe môi anh cất tiếng gọi, và vòng tay anh rộng mở đón em vào lòng. Hai bạn gái cảm nhận thế nào? Bây giờ em hát tặng bạn trai lại đi. Dạ, em xin hát một đoạn nhỏ trong bài Tình Ngỡ Là Mơ ạ. Cùng nắm chân tay, cùng xây đắp ngày mai, nguyện cho bao yêu thương chẳng phai tàn. Tìm đến bình yên, tìm đến những vần thơ, tình yêu bên cung đàn ca hát, rồi những nụ hoa hạnh phúc trong ngày qua. Từ trên đôi môi yêu những tiếng cười, cùng nắm chặt tay. Em quên mấy cái đoạn rồi, rồi. Hát giao lưu văn nghệ cho nó thoải mái trước khi chúng ta vào câu chuyện nha. Bây giờ các bạn thật sự thoải mái ra ha. Cảm nhận về nhau đi. Thì thấy bạn cũng khá là xinh. Cái mẫu người của mình là có một cái mái tóc dài thì mình rất thích. Ăn đi, ăn cho nó tình cổ. Anh có thích đi du lịch không? Thật ra thì cũng có ý định muốn đi du lịch thật, nhưng mà về cái thời gian thì nó cũng chưa có cho phép. Cho nên là một thời gian sau thì chắc cũng có lẽ cũng sẽ đi du lịch một lần. Tại vì em là người rất là thích di chuyển. Cái sở thích chính là du lịch và đá banh, xem đá banh. Thì cũng hy vọng là anh có thể là đổi sở thích là một chút xíu, có thể là cùng nhau đi xem những trận bóng yêu thích. Cũng được. Đá không lại em đâu, em đá bóng này đâu. Thì bây giờ đổi qua đổi lại, nói chung là bạn này thì thêm cái sở thích đá banh, bạn kia thêm sở thích bóng chuyền. Bây giờ ta hẹn hò thế nào đó? Em thì làm việc ở tại quận 1, thì thời gian làm là có ngày nghỉ thứ Bảy và Chủ Nhật, thì cũng có thời gian, nếu như mà ngày cuối tuần có thể hẹn hò là cũng có thời gian. Thì anh, công việc của anh thì cũng làm được nghỉ thứ Bảy Chủ Nhật, thì cái thời gian nếu mà mình có thời gian rảnh thì cho nhau một cái thời gian nào đó để mình hẹn hò với nhau. Anh có phải là người ra trường không? Không, thì bản tính là một người độc lập chứ không có gia trưởng. Nhưng mà mình có thể là bỏ thuốc được không? Cái đó thì sẽ cố gắng hết sức. Anh thấy hai bạn có vấn đề này nè. Bạn gái làm du lịch muốn có những chuyến đi không dừng lại, muốn khám phá. Còn bạn trai thì ôm cái máy vi tính ngồi trong phòng, bao giờ cũng khô khan với máy vi tính đó. Chắc chắn rằng hai con người này sẽ là hai cái trạng thái khác nhau hoàn toàn luôn. Để cân bằng điều đó nó mới quan trọng. Thì đối với anh thì cái việc mà không phải là IT lúc nào cũng khô khan. Đối với anh thì nó lại khác, là một người rất là yêu thương động vật và đa số là thích đi khám phá những cái vùng đất và nó hoang sơ hơn, chứ không phải là IT nó cứ phải lúc nào cũng gắn với cái máy tính. Em có ghen không? Nếu như bạn ấy đi hay em cứ ngồi suốt trong phòng thì cái đó thực ra thì bây giờ nó bình đẳng anh ạ. Công việc nam có, nữ cũng có, chứ không phải là như ngày xưa là đàn ông đi làm kiếm tiền, bây giờ phụ nữ người ta cũng làm ra tiền. Thì bây giờ công việc của ai người đấy làm, mình không thể nào mà vợ tôi đi làm, tôi ở nhà tôi ngồi tôi ghen. Không có, vợ mình cũng làm ra tiền như mình, tại sao mình ghen làm gì? Rồi, được, vậy thì được đó. Quá hay. Em hãy đứng lên đến nắm tay bạn gái. Chúng ta có 30 giây nhìn thẳng vào mắt nhau và nói lên cảm xúc của mình với người đối diện. Thì đến với lần này thì cũng coi như là mình có duyên với nhau. Thì anh mong là mình cho nhau một cái cơ hội mà mình có thể tiến đến cái tương lai. Thì anh mong là anh có thể dẫn em đi trong những chuyến mini mới của em. Em thì chỉ có một cái mong muốn là anh bỏ thuốc thôi. Tôi thấy ổn rồi đó. Phấn khởi đấy. Vấn đề là bỏ thuốc thôi. Bỏ được không? Từ từ bỏ anh ạ. Để tay nút bấm đi các bạn. Đã lúc ta đưa ra quyết định của trái tim mình. Suy nghĩ thật kỹ. Đây là cái duyên, để xem có nợ với nhau hay không. Hãy làm đúng những gì trái tim mách bảo nha. Rồi, 1 2 3. Chúc mừng, trái tim đã đỏ. Hãy nắm tay nhau nào. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Và bây giờ có mẹ và gia đình bạn gái ở đây. Mình hãy nói gì và hứa gì đi với gia đình đi. Đây. Để mà nắm tay được con gái bác như thế này thì con cũng mong là bác cho con một cái cơ hội để hai đứa con tìm hiểu nhau, đến được tới hôn nhân thì nó lại càng tốt ạ. Thì em cũng mong muốn là mình sẽ bắt đầu được một mối quan hệ nghiêm túc và có thể là đi xa hơn. Và bây giờ thì bạn trai nào bạn đặt một cái gọi là đánh dấu á, đánh dấu mối tình của mình. Con cũng xin phép bác con được hôn con gái bác. Đấy, mẹ xúc động khóc luôn kìa. Đây là những món quà mà chúng tôi dành cho các bạn.